Thành viên mới team châu Phi gây choáng khi vừa tới Angola, Quang Linh Vlog lau sốt vó một điều. Khán giả theo dõi team châu Phi Quang Linh hiện đang đổ dồn sự chú ý vào thành viên mới gia nhập. Vừa tới Angola vài ngày, chàng trai Việt Nam đã hòa nhập rất nhanh chóng và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả và mọi người nơi đây. Đầu năm 2022, trên trang cá nhân, Quang Linh Vlog đã đăng tải thông tin tuyển dụng. Theo đó, Quang Linh cần tuyển một bạn nam video editor sang Angola đồng hành cùng mình, kèm theo đó là những đãi ngộ khá hấp dẫn. Chỉ ít lâu sau khi đăng tải, nam YouTuber mới đây đã chính thức đón thành viên mới gia nhập team của mình. Dù chỉ mới tới Angola vài ngày, thế nhưng thành viên mới của team châu Phi đã thể hiện sự hào hứng và hòa nhập rất nhanh với cuộc sống nơi đây. Chàng trai cameraman mới của Quang Linh có ngoại hình vô cùng điển trai, cao ráo và trắng trẻo. Đây có lẽ cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất và dự định sẽ là em út của team châu Phi. Nhờ vẻ điển trai, trước khi qua châu Phi, thành viên mới của team châu Phi đã có trang cá nhân thu hút đông đảo lượt theo dõi. Mới đây, anh chàng gây sốt khắp mạng xã hội TikTok khi livestream cùng hai anh em lôi con. Dù chưa thể nói được tiếng người dân nơi đây, thế nhưng màn tương tác đáng yêu giữa lôi con và thành viên mới của team châu Phi vẫn gây sốt khắp mặt trận vì quá hài hước. Anh chàng cũng vô cùng hào hứng đăng tải một vài video về cuộc sống người dân nơi đây, thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Sở hữu vẻ ngoài thư sinh, trắng trẻo như idol Hàn Quốc, nhiều khán giả lo lắng liệu thành viên mới của team châu Phi có thể hòa nhập tốt với cuộc sống khá vất vả của team châu Phi tại Angola hay không. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của nhiều người, em út team châu Phi hòa nhập rất nhanh chóng. Anh chàng những ngày qua thường xuất hiện trong video của các thành viên và phụ giúp nhiều việc, không ngại vất vả. Trước đó, anh chàng cũng sớm bắt tay vào công việc livestream cùng Quang Linh và giúp team Quang Linh chụp những bộ ảnh mới ấn tượng, chuyên nghiệp hơn trước. Điều duy nhất khiến Quang Linh và khán giả lo lắng không phải việc chàng trai Việt Nam không hòa nhập kịp, mà chính là lo lắng cho làn da của anh chàng sau vài ngày tại Angola. Trước đó, một thành viên team châu Phi đã chia sẻ lại khoảnh khắc ra sân bay đón cameraman mới từ Việt Nam qua. Ngay khi xuất hiện, anh chàng đã hòa nhập team rất nhanh và vui vẻ nói: "Chào mọi người, mình là cameraman mới." Được biết, thành viên mới được đích thân bố ruột Quang Linh đưa từ Việt Nam qua Angola. Theo thông tin được người hâm mộ chia sẻ, thành viên mới của team Quang Linh có tên Nam, quê tại Lâm Đồng, Việt Nam. Vừa qua, sau khi ăn Tết tại Việt Nam, các thành viên team châu Phi cũng hào hứng chào đón thành viên mới gia nhập. Trong video, mọi người giới thiệu thành viên mới có tên Hưng, nhưng chưa tiết lộ vị trí cụ thể mà anh sẽ đảm nhận. Anh em mình hôm nay đón thêm thành viên mới, anh Hưng, người sẽ đồng hành cùng anh em mình, nhưng vị trí cụ thể thì chưa tiết lộ được. Việc mở rộng trang trại khiến cho công việc của Quang Linh và các thành viên team châu Phi thời gian qua khá vất vả. Có lẽ chính vì vậy, Quang Linh quyết định tuyển thêm thành viên để đồng hành cùng team. Đầu năm 2023, các thành viên team châu Phi gồm Tiến Nguyễn, Hùng Cả Ca, Linh Philip và Bé Điệp đã về Việt Nam để đón Tết. Về phía Quang Linh, anh vẫn ở lại tại Angola để lo liệu công việc. Tại Việt Nam, các thành viên team châu Phi không chỉ có dịp đoàn tụ với gia đình mà còn có rất nhiều hoạt động ý nghĩa tại quê nhà. Được biết, sau khi các thành viên quay lại Angola, Quang Linh Vlog sẽ cùng Linh Đùa và bố con lơ con sẽ lên đường về Việt Nam. Trước đó, Quang Linh cho biết không về Việt Nam vì công việc tại trang trại rất nhiều nên cần có người ở lại để quản lý. Chính vì vậy, chàng trai xứ Nghệ đã quyết định ở lại trang trại và đợi khi team châu Phi quay lại làm việc sẽ lên đường về Việt Nam sau. Về phía các thành viên team châu Phi tại Việt Nam vừa qua, mọi người đã có hoạt động vô cùng ý nghĩa khi cùng nàng hậu Thùy Tiên xây trường học cho trẻ em vùng cao. Được biết, Thùy Tiên cùng team châu Phi đã chính thức khởi hành chuyến hành trình điểm trường yêu thương. Đây là dự án xây trường học cho trẻ em vùng cao mà Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cùng team châu Phi đã ấp ủ thời gian qua. Team châu Phi tiết lộ cho biết khoảng tháng 5 khi các điểm trường xây xong, Quang Linh sẽ về Việt Nam để khánh thành trường cùng Thùy Tiên.